Hello mọi người, hôm nay thì hãy cùng Uyên đi review một cái resort cao cấp ở Seoul, Hàn Quốc nha. Đùa thôi chứ mình thật sự choáng trước cái vẻ đẹp của ngôi trường đại học này luôn mọi người. Đúng là trước giờ cứ nghĩ nó nằm ở ngoài ô ấy, thế nên nội cái việc mà đi 3 tiếng từ trung tâm Sydney tới nơi là đã thấy hơi hẻo lánh, hơi coi thường. Vậy mà hôm nay đi campus tour xong, mình thấy ngại dùng trường của mình ở Sydney luôn á. Thề không thiếu gì, từ quần áo, giày dép, trà sữa này, từ đồ ngọt tới đồ mặn, từ đồ đắt tới đồ free, cái gì cũng có. Nếu mà chán học thì các bạn có thể vào rừng chơi. Hết lên rừng xong mình lại xuống bể bơi tiêu chuẩn Olympic này, còn lại là nước nóng nữa. Còn nếu mà chán ăn đồ siêu thị ở trong trường ấy, mình có thể đi lùa vịt như tụi mình này để làm vịt quay Bắc Kinh. 안녕하세요. 你好. 你好吗? Nhưng mà cái lạ là sao người Việt thì mà toàn chào nhau bằng tiếng nước ngoài ấy. Nhưng mà nói chung là ai cũng thân thiện, siêu thân thiện luôn. Số 2 không ai số 1. Tại Đại học Gollongong, everyone is welcome here. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu campus tour ngày hôm nay thôi. Let's go. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Alo Vera ơi. Đây là kênh mà mình sẽ chia sẻ về những kinh nghiệm du học, cũng như là sẽ truyền thật là nhiều năng lượng tích cực tới với các bạn trẻ Gen Z. Các bạn có muốn học tập tại một trong những cái thành phố đáng sống nhất trên thế giới, cũng như là tại một trong những ngôi trường hàng đầu của Úc hay không? Thì trong chuỗi series University Tour lần này, mình sẽ lại dẫn các bạn tới những cái ngôi trường hàng đầu của Úc, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các ngôi trường này qua góc nhìn của các bạn du học sinh Việt đang sống và học tập tại nơi đây. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tất cả mọi thứ của ngôi trường và những cái trải nghiệm mà các bạn đã có được khi mà đi du học, cũng như là học tập tại những cái ngôi trường nổi tiếng ở nơi đây. Và trong tập Uni Tour lần thứ tư lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tới với lại ngôi trường mà nó nằm ngay đây. À, lúc nãy là mình đi train xong rồi làm sao để tới được trường? Từ North Wollongong Station thì chúng mình có thể đi 9 hoặc là 9N là free bus của Wollongong để tới được trường. Đầu tiên sẽ là building số 11 đúng không? Dạ vâng. Yeah. Ok. Building số 11 thì chúng mình sẽ đi đường này. Ok. Đây là một chỗ mà em rất là thích ở trường. Đấy là chỗ mà để bọn mình nghỉ ngơi. Lúc mà học xong từ library ra chỗ này thì cũng không xa lắm. Nên là bọn em hay lên chỗ này. Mặc dù là chỗ này nhiều khi nó cũng hơi đông. Có máy massage các thứ. Có mấy cái nệm để nằm. Xong có chăn, có gối. 10.000 đô. Thế có được nằm lên không anh? Có, chị nằm đi. Được chị ạ, được chị ạ. Không sao. Ê, chị như con heo á, nhưng mà phải cởi dép ra hả? Không cần đâu chị ơi. Đúng rồi, chị nằm vô xong rồi xoay cái này lại. Ủa, em nhớ là có cái nút gì đấy mà. Thật đó, có nhạc hả? Tại vì bọn em không biết liệu cái chỗ gì ở biển ấy nhỉ? Bench. Đúng rồi. Chỗ này rất chill. Đến nay em chill lắm luôn á. Chill lắm luôn. Dạ, nằm bên đây đắp chăn xong rồi để sát đồ xong chụp hình rất là đẹp. Nè em đắp chăn cho chị. Cái này là review resort đó bay. Thì pause ở trường có nghĩa là những cái hội tổ chức những cái hoạt động vui chơi, giải trí và sinh hoạt đời sống cho sinh viên, như là tổ chức các buổi free lunch hoặc là những cái hoạt động thể thao uni club, hoặc là những cái hôm phát nhu yếu phẩm miễn phí cho sinh viên như là kiểu gạo và lương thực thực phẩm thì sẽ diễn ra vào ngày thứ năm hàng tuần. Người đã từng được phát những gì rồi? Nó như kiểu một cái cửa hàng tạp hóa, xong rồi bọn mình vào mình lấy, nhưng mà phải xếp hàng tại vì khá là đông. Hay quá. Ngay cũng ở dưới chân building 11 thôi ạ. Năm sau là em thấy chị học ở trường này nha. Đây là làm kem ấy ạ, ngon lắm chị ạ. Ê, tính ra trong những cái uni mà chị từng đi tour á, không có trường nào mà kiểu nhiều hoạt động như trường này luôn á. Chơi nhiều. Tức là em thấy là chơi nhiều nhưng mà học cũng giỏi. Em thấy là kiểu take care student cũng tốt. Wow, tuyệt vời. Em không biết các trường khác như nào nhưng mà trường em thì là academic consideration là không giới hạn. Là gì? Cái đó là một cái form để hỗ trợ sinh viên kiểu là chip để nghỉ học đó. Để extend cái hạn nộp bài. Để cái hôm mà những trường khác người ta sẽ có điểm danh vào lớp, nhưng mà ở đây thì sẽ có những cái form đó để hỗ trợ sinh viên là không có bị đánh vắng off các buổi. Năm ngoái là Wollongong được xếp hạng là top 1 service student service ở Sydney luôn.
quần áo chỗ này cũng rất là rẻ. Như chị thấy là có 5 đô thôi. Sao lại bán cả quần áo nữa? Dạ vâng. Xong rồi bán trà sữa. Vâng. Nhưng mà trà sữa ở đây không ngon ạ. Bây giờ thì mình muốn hỏi các bạn một xíu về vegan á. Tại vì mình cũng biết tất cả mọi người qua cái tổ chức đó. Nghe tổ chức nghe sâu. Thành câu lạc bộ đấy ạ. Câu lạc bộ đó gọi là câu lạc bộ dành cho những du học sinh tại University of Wollongong. Thì vegan bọn em thì có tổ chức nhiều những cái event hàng tuần. Ví dụ nhỏ nhỏ như là lunch together này. Hoặc là như đợt trước là chúng mình có Care K9. Sắp tới đây thì sẽ có workshop về immigration, về visa. Sau khi mà tốt nghiệp thì mình có những con đường gì để mình lấy PR? Thì sắp tới đây là Vigong còn một cái hoạt động rất là lớn, được gọi là big event, là về Vigong Got Talent, là kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị giữa Úc và Việt Nam. Thì rất là hoan nghênh các bạn không những ở trong Wollongong nhưng mà còn là các bạn ở Úc hoặc là ở Sydney có thể dành thời gian ghé thăm hoặc là đăng ký tham gia cuộc thi, tại vì cái phần thưởng nó rất là hấp dẫn. Khi nào diễn ra? Tầm khoảng tháng 8 là cái kỳ nhập học tiếp theo, là sẽ có nhiều bạn sinh viên Việt Nam vào đây hơn thì để quảng bá hoạt động Vigong nhiều hơn. Wow! Các bạn có thể theo dõi và gia nhập join cái câu lạc bộ này, câu lạc bộ Vigong dưới description nha mọi người, mình sẽ để một cái đường link dưới description. Trường Y thì có các phòng khám. Ở trường còn có cả mental health services dành cho sinh viên bị stress hoặc là những vấn đề về tâm lý, nhưng mà được rất là nhiều review là rất là hiệu quả nha. Có rất là nhiều quầy ẩm thực đa văn hóa. Đồ Trung Đông. Ở đây sẽ là đồ châu Á. Đồ Mexican. Đồ Thái sẽ ở một building khác. Thế ở đây thì mọi người thường ăn món nào? Ở đây thì tụi mình đa số là chủ yếu tự nấu ăn hoặc là mang cơm trưa theo. Còn nếu đói quá thì em sẽ canh 2:30 thì các tiệm đồ Trung Quốc nó sẽ sale một hộp cơm bự chỉ có 5 đô thôi. Đây cũng có sale nữa. Tại đây là campus rộng nhất. Campus chính luôn nên là rất là nhiều building. Nghe nói là ở đây có tổng cộng Wollongong có tổng cộng 9 building đúng không? 9 campus đúng không? Và tất cả đều ở New South Wales hay sao? Đúng. Dạ đúng rồi. Có một cái ở Dubai. Và một cái ở Hồng Kông nữa. Rất là tiện lợi nha mọi người. Kiểu như những người lười như mình á, thì thay vì phải đi xuống CBD để groceries thì đi groceries thì mình có thể vào đây. Tất cả mọi thứ luôn, mình cần gì là có đó. Trái cây, rau, củ, quả, rồi bánh mì. Bật mí là quầy donut này vào khoảng 3 giờ chiều thì chỉ còn khoảng 3 đô 3 cái nha mọi người. Đồ ở đây thì tất nhiên là nó sẽ đắt hơn bên ngoài một chút, nhưng mà để đổi cho sự tiện lợi thì thôi, thật sự rất là tiện mọi người ơi. Nhất là những người mà lười đi siêu thị như mình. Shop là bán tất cả những cái quà lưu niệm, nhu yếu phẩm hoặc là quần áo liên quan tới logo của trường. Nếu mà ai yêu trường thì có thể đến đây mua quà lưu niệm nha. Bình thường mình sẽ nhận nhu yếu phẩm miễn phí ở đây nè. Thì thứ năm thì mọi người sẽ chất đồ lên nó đầy đủ hơn. Và hôm nay mọi người có gì đông vui quá nè? Buổi event của Stressless Week, tức là chỉ còn hết một tuần này nữa thôi là Wollongong sẽ bắt đầu vào kỳ thi cuối kỳ, cho nên là trường đã tổ chức một cái chuỗi hoạt động. Thank you. This is the second time. Nãy là mình từ chối, mình không ăn rồi. Thank you. Nó có mặn mặn, bỏ muối cả ra. Mọi người ơi, mình rất là ấn tượng với là cái khuôn viên ở đây nha. Trước mặt mình rất là nhiều cây xanh, ở sau này thì rất là nhiều người. Và bên tay trái thì rất là nhiều cửa hàng, gọi là những cái store nhỏ nhỏ, tại vì hôm nay có market. Và bên tay phải của chúng ta đó là library. Thật ra thì ở Wollongong, để mà nói thì ngoài môi trường sinh thái tự nhiên ra thì tụi mình còn nổi tiếng là library rất là rộng và rất là nhiều không gian để mà học tập với sáng tạo. Thì ở trường của mình, library sẽ gồm có 3 tầng. Một tầng là gọi là quiet place, là dành cho các bạn tập trung làm việc. Và 2 tầng còn lại sẽ có là những cái phòng máy tính và phòng sách để các bạn có thể học nhóm, và những cái phòng để booking riêng để có cả projector, máy chiếu để các bạn họp nhóm để nó riêng tư hơn. Có cả một cái phòng in rất là lớn. Đúng rồi, đúng rồi. Nãy mình thấy có mấy cái máy in ở trong luôn á.
Đúng rồi, là những cái phòng máy in rất là lớn cho sinh viên, nhưng mà có trả phí. Ủa, máy in là phải trả phí hả? Dạ, 10 sen một tờ A4 một mặt nha mọi người. Điều quá ha. Đây là Student Hub, thì ở đây thường là nơi mà các bạn có thể tìm đến sự giúp đỡ của các Student Ambassador. Họ sẽ giúp đỡ cho các bạn khi mà bạn cần cái lời khuyên về học tập, các hoạt động ngoại khóa, tư vấn. Wollongong có những hội nhỏ như là hội giao lưu văn hóa người Trung, người Nhật, thì họ cũng thường đến Student Hub để giao lưu, đó, trò chuyện với nhau các bạn. Đây là phòng kitchen của thư viện. Wollongong là một trong những cái trường rất là ủng hộ sự diversity và LGBT nha mọi người. Wollongong thì mọi người di chuyển bằng hai phương tiện trong campus, là một là đi bộ, hai là mọi người sẽ đi xe đạp. Thì ở trong trường của mình á, ở tất cả những cái building và hầu như mọi người đi đâu cũng sẽ đều thấy là đều có những cái bãi đổ xe đạp như thế này. Và có cả những cái trạm bơm bánh xe đạp luôn, và những cái trạm sửa chữa sơ nếu mà xe đạp gặp vấn đề. Thì ngoài ra thì ở Wollongong có một cái câu lạc bộ là hay gọi là bike club, thì mọi người có thể lấy free bike, là xe đạp miễn phí ở đó để mình có thể chạy ở trong trường. Wow, thì đó, tụi mình sẽ đi qua cái đường mà các bạn kêu là sẽ gặp linh vật của Wollongong. Các bạn hãy đoán xem đó là con vật gì nào. Nhân vật được ưu tiên nhiều nhất đó chính là những bạn vịt ở Wollongong mọi người. Thì những bạn vịt sẽ được ưu tiên trước và sau đó đến người đi bộ. Hello, thì đây là hồ bơi đạt chuẩn Olympic của trường mình nha. Và đây là đây là hồ bơi nước nóng nha mọi người. Wow. Hả? Thật á? Đây là hồ bơi nước nóng nha. Nóng hơn, còn hơn. Nóng, ủa nóng hả? Đâu nóng đâu, lạnh ngắt hả? Không nóng. À nóng này nóng, là nóng hả? Nước nóng này nha. Nóng bị nguội. Đây là hồ bơi view 5 sao ngắm núi nha. View resort rồi. Ôi dồi, có anh sau muối nữa kìa. Chào đi em dùm vô anh cơm. Ở đây là chỗ mà sinh viên sẽ ra sinh hoạt, ăn trưa, picnic. Thì chỗ này là chỗ đặc trưng và rất là chill của sinh viên Wollongong nha mọi người. Thì đây là phòng lecture, một phòng giảng đường chuyên về học lý thuyết, và tất cả các lớp của một bộ môn sẽ tập trung tại đây để học môn, để học buổi lecture. Hiện tại thì bọn mình đang ở tòa building 29, building của Faculty of the Arts, Social Science và Humanities. Đấy là cái tòa mình học có nhiều môn học nhiều nhất. Đây là theater của các bạn học phim production. Đây, các bạn đang có lớp ở trong này luôn. Em nghĩ thế. Tòa này là có cả phòng nhạc này, design, mấy cái học báo, truyền hình các thứ là cũng có trường quay ở trong này luôn. Vâng. Nhưng mà em nghĩ là bọn mình sẽ không được vào. Em học thì ở trong lớp thì em mới được vào studio. Ok, không sao. Biết là được rồi, chị lấy ảnh trên mạng cũng được. Đây là phòng học. Cô em sẽ như này. Từ bàn này, cô sang về bàn này. Đấy, để ngồi với nhóm này để kiểu cô xem là các bạn đang làm đến đâu á. Đây là một cửa vào nữa. Thường thì đứa nào đi học muộn sẽ đi vào cái cửa này. Đây là phòng radio để record cho mấy bạn học journalism. Đây là mình rất là professional. Có nhạc.
Ok, giới thiệu với Uyên, đây là anh Việt Hoàng, chủ tịch và president của hội Vietnamese Student Association in Wollongong, là hội du học sinh Việt Nam tại Wollongong. Lúc nãy là tụi em đã trao đổi với nhau về Vigon rồi, xong rồi em có nghe các bạn kêu là có event các thứ nữa thì em cũng biết hết rồi. Và các bạn ơi, mình rất là cảm ơn anh Hòa, tại vì anh Hòa chính là người giới thiệu cho mình ba bé là dễ thương để mình có một cái campus tour thật là tuyệt vời ngày hôm nay. Rồi em thật sự luôn là em rất là ấn tượng với lại University of Wollongong campus. Kiểu nãy giờ mà chưa có một cái footage nào mà em không oh my god qua luôn đấy. Anh cũng cảm ơn Uyên đã dành thời gian đến thăm trường UW. Thì nhân tiện đây cũng có một món quà muốn tặng cho em, merchandise của trường. Em chỉ cần cái túi phốt này thôi mọi người ạ. Unbox luôn không? Unbox đi ha. Lưu giữ những kỷ niệm về trường. Wow. Khi nào rảnh lại xuống đây ghé thăm chưa nhở? Đây là UOW là ba chữ viết tắt của trường nha. Còn bên này là logo của trường. Logo của trường với lại University of Wollongong. Yeah. Quá là đẹp.